Ấy, hôm nay sẽ chém gió chủ đề khác, chủ đề về dân sự thôi, chứ không có nói về vấn đề kia kia nữa. Thì trước tiên vô buổi live ngày hôm nay thì cả nhà cũng thông cảm giùm cho chụp xòa nhé, tại là ở nhà trọ đây nó nóng nực quá cho mình phải tiếp tục là mặc cái áo thun ba lỗ rồi. Thì cái chủ đề ngày hôm nay nó sẽ có liên quan đến cái vấn đề đó là về đất đai. Mà nói chung thì cái vấn đề đất đai thì hiện nay nó đang rất là nóng, nhất là những cái thành phần gọi là phản động. Đó. Thì nhắc đến vụ đất đai chắc chúng ta không quên đó là cái điểm nóng về là hả đất đai tại là Đồng Tâm, là Mỹ Đức, Hà Nội. Cách đây vừa đúng 1 năm là sự việc là hả một số người dân quá khích với cái sự chỉ đạo của một số phần tử xấu đã là bắt giữ một số là cán bộ chiến sĩ là công an, gây sức ép với chính quyền. Thì qua đây chúng ta thấy nếu như đất đai ở Việt Nam mà thuộc là sở hữu tư nhân quá giống như ở nước ngoài, vậy thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thì hôm nay cái bài viết của tôi sẽ là sẽ có tiêu đề là chuyện gì sẽ xảy ra nếu đất đai thuộc sở hữu tư nhân. Thì mới đây nhân dịp là kỷ niệm 1 năm ngày Tổ Đồng Thượng chỉ đạo dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ chiến sĩ phóng viên làm con tin để ra điều kiện mặt cả với chính quyền, câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng và một số người tự nhận là nhân sĩ trí thức đã có buổi tụ họp với hy vọng thổi lại ngọn lửa mâu thuẫn giữa chính quyền và nhân dân vốn đã tắt từ 1 năm trước. Nhân dịp kỷ niệm ngày nhóm nhân sĩ trí thức cũng đưa ra bản tuyên bố quyền sở hữu đất nhằm ăn theo sự kiện. Mở đầu bản tuyên bố là phần ca ngợi việc bắt giữ con tin, trong đó có một nữ nhà báo đang mang thai. Tiếp theo bản tuyên bố này cho rằng chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay hoàn toàn dựa trên nền tảng của học thuyết kinh tế chính trị Marx Lenin, và đây là nguyên nhân gây ra là khủng hoảng kinh tế xã hội. Trong tương lai, chế độ sở hữu là toàn dân đối với đất đai tiếp tục gây ra nhiều trở ngại hơn cho sự phát triển tiếp theo của nền kinh tế và đe dọa sự ổn định của cả xã hội. Tuyên bố này cũng như các thể loại tuyên bố, tuyên ngôn khác của giới đấu tranh quốc nội khi chỉ đưa ra những kết luận chung chung mơ hồ mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh cho các luận điểm trong tuyên bố. Và đương nhiên các kết luận này đều nhắm tới việc là đả kích chính quyền, chẳng có ngoài mục đích gì cả. Mặc dù là bản tuyên bố của những nhân sĩ trí thức, những người có học hàm học vị hiếm hoi trong làng dân dân chủ, nhưng có vẻ như bản tuyên bố này mắc phải lỗi lập luận quá cơ bản nên không được đám đồng nghiệp dân chủ đón nhận ở thì phải. Cái sai cơ bản đầu tiên khiến bản tuyên bố này vô giá trị là việc khẳng định gốc rễ của vấn đề Đồng Tâm vẫn chưa được giải quyết, đó chính là chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Bởi lẽ khu đất mà Đồng Sơn đang tranh chấp chưa bao giờ thuộc về nhân dân Đồng Tâm, đó là đất quốc phòng, nói có sách, mách phải có chứng. Kết luận thanh tra đã có, họp báo thông báo kết luận cũng đã diễn ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong buổi công bố kết quả thanh tra đã nói bà con có giấy tờ gì chứng minh đất Đồng Sơn là của mình thì cứ đưa ra. Nhưng rốt cục không một ai có bất kỳ mảnh giấy gì để chứng minh đó là đất của mình. Vậy cứ vơ vào nhận là của mình là sao? Không một hộ dân nào ở Đồng Tâm dám nhận chỗ này là của tôi, chỗ kia của vợ tôi, chỗ kia nữa là của con tôi, mà chỉ nhận chung chung rằng Đồng Sơn là của nhân dân Đồng Tâm. Chán. Tiếp theo,
Bản tuyên bố này viết rằng chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai tiếp tục gây ra nhiều trở ngại hơn cho sự phát triển tiếp theo của nền kinh tế và đe dọa sự ổn định của cả xã hội. Hiện nay, luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thông qua vai trò quản lý tập trung của nhà nước. Người dân được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được pháp luật là công nhận đầy đủ các quyền là chiếm hữu, sử dụng và định đoạt, tức là chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, vân vân. Theo như các nhân sĩ trí thức thì như vậy là chưa đủ, vì hiện tại người có quyền sử dụng đất lại không thể định đoạt trọn vẹn mảnh đất của mình, mà trái lại tùy thuộc vào quyết định tối hậu của nhà nước trong vai trò đại diện toàn dân quản lý toàn bộ đất đai trên lãnh thổ quốc gia. Họ cho rằng đất đai phải thuộc sở hữu tư nhân, sở hữu một cách hoàn toàn. Nếu đất đai thuộc sở hữu tư nhân, người sở hữu đất có toàn quyền quyết định mục đích sử dụng của mảnh đất của mình, không phải chịu sự tác động từ nhà nước, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, ngoài việc mua đi bán lại, họ có thể tự do chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ví dụ, cạnh trường học, một nhà tang lễ được xây dựng. Cứ vài ngày một lần, các em học sinh vừa học vừa được nghe tiếng nhạc đám ma. Tiếp theo là đất đai thuộc sở hữu tư nhân. Khi nhà nước có nhu cầu giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, đường cao tốc, chủ sở hữu đất thích bán thì bán, không thích bán thì làm gì được nhau, hoặc đưa ra một cái mức giá trên trời. Chấp nhận thì bán, không chấp nhận nổi thì đi chỗ khác mà xây. Đúng không? Chắc các bạn còn nhớ con đường đắt nhất hành tinh có giá là 7.800 tỷ đồng. Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư cho khoảng 2.000 hộ dân đã chiếm hơn 6.400 tỷ đồng. Nếu đất đai được tư nhân quá, rất có thể chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ là 6.400 tỷ đồng, được thêm là vài con số 0 dạo phía bên sau nữa. Và sau đây là một số cái hình ảnh mà ở nước ngoài chúng ta có thể xem tham khảo về việc là đất đai thuộc sở hữu của tư nhân. Thì trong hình này thì đây là một cái trang trại nằm giữa sân bay quốc tế là Narita, Nhật Bản. Chủ trang trại nhất quyết không chịu di dời đi, khiến chủ đầu tư buộc phải tạm dừng thi công là đường băng số 2 và số 3. Vậy hay đường cao tốc là buộc phải bẻ cong vì chủ nhân ngôi nhà không chịu nhường đất làm đường. Có lẽ đến đây chúng ta có thể kết luận rằng ai mới là kẻ gây ra nhiều trở ngại hơn cho sự phát triển tiếp theo của nền kinh tế và đe dọa sự ổn định của cả xã hội đây? Hỏi cái đám rận chủ dốt nát. Đến đây xin kết thúc live stream tại đây.